Một chiếc xe to như thế này, nếu mà đậu như này thì anh em thấy là sẽ sập cống, sẽ làm hỏng lốp. Đấy, do vậy mà chiếc Ford Ranger này mình đã lắp cái bộ cam 360 rồi. Mình muốn test thử cho anh em cái dòng DCT cũng rất là hay ho. Đặc biệt một cái đầu to như thế này khó lái. Bây giờ mình mời anh em chúng ta sẽ test thử những cái tính năng hay nhất nhé. Rồi, ok. Bước lên xe này. Thật sự là cái chiếc Ranger với cả Everest càng ngày thiết kế nó kiểu như nó đi vào thiết kế của hầm hố của Mỹ ấy. Của Mỹ thì đâm ra là lái, thật sự là lái trong phố, mình lái những con xe này mình lái cũng quen đấy, nhưng mà khó lái. Đây, cam 360 này, cả nhà nhìn thấy này. Lúc nãy mình đậu trên hố cống luôn. Đấy. Cái này là cái mà là chúng ta phải re đi re lại, thì khi mà có cái này thì hoàn toàn yên tâm luôn cả nhà. Đây. Xi nhan trái này, cả nhà thấy không? DCT nó có một cái góc rất cao. Đặc biệt ấy, nó có cái này nữa này. Cái này là rất hay, giúp cho chúng ta đi qua đường hẹp. Đấy. Cả nhà nhìn thấy này, xi nhan trái hiện lên. Kẻ chỉ luôn. Kẻ chỉ luôn này. Kẻ chỉ bên trái. Đấy. Đấy. Cả nhà nhìn thấy không? Nếu khi mà căn một bộ cam 360 chuẩn ấy, thì cái vạch kẻ từ đằng sau lên đằng trước nó tạo thành một cái đường thẳng. Đấy. Đi sang bên phải nhá, cho cả nhà xem nhá. Nhưng mà cái này cũng chưa phải là hay. Bấm vào đây này, nó ghép hai đầu xe hai bên thì qua đường hẹp rất là dễ luôn. Bánh bên phải mình nhìn ở đây, bánh bên trái mình nhìn ở đây. Đó, chúng ta kẻ chỉ. Kẻ chỉ này, kẻ chỉ này, kẻ chỉ này. Đấy. Đi lên này, đi lên này. Không bao giờ lo rách lốp luôn. Đây, em thể quay ra ngoài cho anh em xem nhá. Mình có thể kẻ chỉ được luôn. Bằng cách chúng ta gọi là có công nghệ hỗ trợ thay cho chúng ta phải sử dụng bằng kinh nghiệm rồi đoán đúng các thứ, thì cái bộ này nó không cần nữa anh em ạ. Mà chúng ta chỉ cần là gọi là kết hợp một chút kỹ năng về lái xe. Đấy. Kết hợp với cả một chút gọi là cái anh em có công nghệ để hỗ trợ ấy. Đây. Mình muốn táp lề làm sao mà đứng ở góc độ như mình này, không thể nhìn được cái góc bên kia là ở đâu. Do vậy chúng ta sẽ có cái cam 360, nó sẽ hỗ trợ rất là an toàn. Nhiều anh em bảo là lắp cam 360 làm mất đi cảm giác lái xe, rồi làm mất đi cái kỹ năng lái xe. Nó cũng có, nhưng mà khi mà đi chậm chúng ta mới sử dụng cái cam 360, còn nếu mà đi nhanh chúng ta không cần. Nên là mình không quan trọng là khi mà đi chậm cần kỹ năng gì, mà chúng ta đi chậm chúng ta cần đến cái độ an toàn, không làm xước xe mình, không làm xước xe hàng xóm là xong. Đấy, và mình cũng sử dụng rất là nhiều rồi. À, cái cam này có cái hay nữa. Đây nha các bạn, để ý này. Ở đây là mình bấm nút hand jack này thì nó hiện lên hai cái đầu xe. Nhưng khi mà lùi nhá, vậy mình sẽ tắt cái nút hand jack đây. Thì nó hiện lên tổng thể ô này và xi nhan bên nào thì bên này nó lên bên đấy, còn ở đây là ô 3 gọi là toàn cảnh. Còn nếu nhá, mình bấm nút hand jack này, nó sẽ ghép hai bên này, còn khi mình gài số lùi này. Đấy. Nó sẽ ghép hai cái bánh đằng sau. Đây bánh bên phải, đây bánh bên trái. Để chúng ta lùi. Chúng ta lùi mà không bị kiểu như chém rách lốp đằng sau. Đấy. Rất hay. Rồi mình bỏ cái nút hand jack đi. Thì nó hiện lên tổng thể. Nhưng nếu như chúng ta lùi này, chúng ta muốn xem một bánh bên phải thôi. Xi nhan phải. Đấy cả nhà thấy không? Hay ho chưa? Rất hay ho. Nhưng mà cái hay nữa ấy, đó là cái hình ảnh cây lá đằng sau này rất là chân thực. Các cái hòn đá bên cạnh như cả nhà nhìn thấy nó rất là chân thực. Chân thực với đời sống hiện tại luôn. Đấy, chúng ta nhìn thấy rõ. Và ghép hai bên này đi thì gần như là bạn không bao giờ lo kiểu như xước xe của mình luôn. Bởi vì chúng ta được cái sự hỗ trợ của nó, không cần phải lo. Đấy nha. Xi nhan bên trái này, cả nhà nhìn thấy không? Rất nhiều xe lại rách lốp và mất tiền. Ví dụ một quả lốp này cũng phải vài ba triệu. Đấy, còn có cái này thì yên tâm luôn rồi. Nên nếu như cả nhà đang hay lái trong phố, cả nhà đang hay kiểu như vợ mới chồng biết lái mà vợ chưa biết lái, thì chồng dạy cho vợ là hay chửi nhau lắm. Nên là mình khuyên anh em là trang bị cho vợ bộ cam 360. Chỉ cần gọi là khi mà đi chậm thì chúng ta đi, chúng ta nhìn thấy thì lo gì đâu. Một tính năng nữa rất là hay của cái bộ cam 360 DCT. Và cái bộ
Cam 360 này ý, thì nó sẽ có được một cái tính năng, đó là khi mà chúng ta đi được tốc độ cao thì xi nhan nó không hiện lên nữa. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem này. Rồi, đặc biệt với cái tình hình Hà Nội đông đúc như thế này, quá nhiều chiếc xe luôn, nhưng mà mình có bộ cam thì mình sẽ nhìn thấy được. Đó, mình sẽ đi lên cho anh em xem nhá. Cái bộ cam này khi mà chúng ta vượt lên quá khoảng 20 một chút, mình sẽ phải đeo dây an toàn vào rồi, chờ một tí nữa. Ok, bây giờ mình đi thấp. Đấy là tự động nó bật. Thôi rồi, mình sẽ kệ nó tiếng kêu một chút, anh em thông cảm nhá. Đây là một cái tính năng khá hay ho. Khi mà chạy tốc độ thấp thì tự động bật. Đây, chạy tốc độ cao này, nó sẽ out ra nhá. Còn khi mà mình chạy tốc độ thấp, đấy, out ra này, chạy tốc độ thấp này, thì tự động nó bật lên, mình không bấm một cái gì cả nhá. Đấy, tự động bật lên. Và khi mà chúng ta chạy tốc độ cao ấy, xi nhan nó sẽ không hiện lên nữa. Bây giờ mình sẽ thử, không biết là thử đoạn này có thử được không. Đây, với cái tình hình mà đi cao tốc đang xem video, đấy, nó sẽ không hiện ra chúng ta. Đây anh em, hay giờ cái bộ này rất là hay. Đây, mình xi nhan này, nó không hiện lên nữa. Đấy, chúng ta xi nhan nó không hiện lên nữa này. Nhưng nếu mà chạy tốc độ thấp thì xi nhan nó sẽ hiện lên. Xi nhan này, cả nhà nhìn nha. Đây, tốc độ thấp, xi nhan hiện lên. Đấy, đây là một trong những cái tính năng mà khá hay ho. Còn nó có một cái tính năng nữa cũng hay ho, đó là khi mà chúng ta đi mà bị lệch làn ấy, đấy, thì cam phía trước nó chỉ một mình cái cam này thôi, nó bật lên. Và nếu như mà mình đi trên 60 mà mình xi nhan ấy, thì một mình cái cam lùi nó bật lên để mình quan sát phía đằng sau. Còn anh em nhìn thấy là cái cam này nói chung là về độ nét mình đánh giá rất là cao. Rất là cao về độ nét cũng như là độ chân thực của hình ảnh. Đấy, độ chân thực của hình ảnh rất là ok. Và trên cái chiếc xe này nữa ấy, mình còn trang bị thêm cho em nó một bộ cảm biến tiến và lùi. Đây, như cả nhà nhìn thấy nhá. Cái bộ cam 360 thì nó đã rất là hay rồi, nhưng cái bộ cảm biến nó cũng rất rất là hay. Đây, quay cho mọi người xem nhá. Nếu như mà mình đi lên như thế này, đây là cảm biến nó sẽ bật bật lên này. Đấy, nó hiện từng mm một luôn, cả nhà nhìn thấy nhá. 0.3 0 đấy, bắt đầu 6 là bắt đầu kêu rồi. Nếu nhìn trên này thì chúng ta cũng thấy được, nhưng mà kết hợp với cả bộ cảm biến thì rất là hay. Và chiếc xe này mình còn lắp thêm cả cam hành trình này. Đấy, rồi đấy, cảnh báo mình vừa làm rồi. Đây là cái thảm lót chân cũng lại rất là xịn sò và cao cấp. Đấy, tất cả những cái sản phẩm này là chính hãng, mình có độ đèn này, rồi lại dán thêm phim cách nhiệt này. Đấy thì mình cũng chuyên cái dòng cam 360 DCT này. Có tất cả các cái mẫu mã cũng như là có tất cả các cái hãng khác nhau, nhưng mà mình thì mình nghiên cứu sâu hơn, có nghĩa là tùy từng thằng hãng một. Đấy, có thằng thì dòng này ngon, có thằng thì thằng kia ngon, thì mình sẽ đánh giá để đưa đến anh em một cái sản phẩm nó ngon nhất có thể dựa trên những cái kinh nghiệm lắp đặt. Cả nhà có nhu cầu liên hệ cho anh em Trung Auto. Đấy, mình chuyên làm những cái đồ này. Cảm ơn anh em. Bye bye.